VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Quý vị, và trong video hôm nay tiếp tục là một cái câu chuyện, một cái chủ đề mà đang khá là hot. Và cũng có nhiều người thắc mắc rằng quý vị, cái nghề mà đang hot tại Mỹ đó, thì quý vị cũng biết rồi, đó là nghề nail. Từ trước đến nay chưa có bao giờ một cái làn sóng này nó dập tắt đi cả, lúc nào nó cũng hot đúng không quý vị? Và cái nghề nail, làm nail này thì đang trở thành một cái xu hướng của nhiều lao động, cũng như là nhiều quý vị, cô chú, anh chị khi mà bước chân sang xứ sở cờ hoa đó. Bởi vì nguyên nhân rằng là cái công việc này thì mang đến cái nguồn thu nhập khá ổn định và nằm ở cái mức cao so với trong nước. Bên cạnh đó thì vì là cái nhu cầu ở tại đất nước xứ sở cờ hoa này quá lớn, cho nên nếu như mà có điều kiện thì quý vị hoàn toàn nha, hoàn toàn có thể trở thành chủ tiệm nail với cái lượng khách đông đảo nha quý vị. Cho nên là không quá khó hiểu khi mà nghề này được nhiều người Việt bước chân sang xứ sở cờ hoa theo đuổi. Có rất nhiều cái lý do mà khiến cho tất cả các quý vị khi mà chọn cái cách phát triển sự nghiệp ở tại Mỹ đó. Làm nail thì mang đến vô vàn những cái lợi ích mà khi mà ở trong nước quý vị sẽ không thể có được, bởi vì đây là những cái thuận lợi của nghề này tại xứ sở cờ hoa khiến cho nhiều người bị thu hút. Không chỉ là người lao động bình thường, những người đã từng học ngành khác nha cũng chọn cái cách này để phát triển. Thế thì nguyên nhân do đâu? Thì trong video này mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và chúng ta cùng phân tích. Cái nhu cầu làm đẹp ở Mỹ thì rất là lớn. Chẳng hạn như là quý vị đã từng bắt gặp một cái hình ảnh cô nàng Mỹ nào đó này có một cái bộ nail đẹp mắt, khi cái điều này cực kỳ phổ biến với phái nữ tại quốc gia này, không phân biệt độ tuổi, và họ có một cái niềm yêu thích rất lớn với nail. Càng độc đáo và sáng tạo thì lại càng được ưa chuộng. Và để làm được thì dĩ nhiên là gì? Họ phải đến những cái tiệm nail tại khu vực. Đa số những cái cửa hiệu này của người Việt hoặc là có lao động người Việt. Thì cái nhu cầu làm đẹp cao mang đến cho quý vị một cái số lượng khách cực kỳ là ổn định. Hơn nữa là gì? Đa số mọi người đều muốn cái bộ móng của mình sở hữu đó thì phải lung linh nhất và hoàn mỹ nhất. Do đó thì cái giá thành cho những cái kiểu nail thì cũng có một cái sự khác biệt. Và quý vị chủ yếu được thực hiện cái kiểu là phức tạp, nhận được cái mức thù lao, cái tiền tip nó cao đó. Quý vị cần phải rèn luyện kỹ năng để mà đáp ứng được điều này. Thì khi đó là đòi hỏi là phải có một cái sự chăm chỉ, cần cù đúng không ạ? Và cái nguyên nhân thứ hai đó là gì? Đào tạo nghề nail tại Mỹ còn rất là nhiều hạn chế. Trước đây thì thường là ở Mỹ không có cái trường học đào tạo nghề nail như ở bên Việt Nam đâu quý vị. Tuy nhiên vì cái nhu cầu làm đẹp của phụ nữ quá cao, thế nhưng mà họ đã cân nhắc về cái vấn đề này. Đến nay thì cái nghề để mà làm nail được ở Mỹ thì quý vị sẽ phải đáp ứng cái điều kiện hành nghề bởi State Board. Và những cái quy định này thì áp dụng với từng tiểu bang, thể hiện qua cái số giờ học cụ thể. Chẳng hạn ví dụ như là quý vị có thể phải học đến 600 giờ nếu như mà muốn có một cái bằng cấp. Và cái quy định này ở Mỹ thì còn khá là nhiều hạn chế, bởi rằng là họ không có kinh nghiệm trong nhiều cái lĩnh vực. Việc đào tạo và cấp chứng chỉ thì còn khá là nhiều hạn chế. Và hơn nữa thì chế độ chính trị và giáo dục ở các tiểu bang thì lại không hề giống nhau. Và đôi khi là gì? Quý vị có thể bắt gặp ai đó là gì không có cái kỹ năng làm nail nhưng mà vẫn có thể hành nghề. Nguyên nhân vì tại một số bang thì chỉ cần học đủ 12 giờ là đã có thể làm việc chính thức rồi. Thứ ba đó là kiếm được hàng ngàn đô mỗi tháng từ lương thưởng quý vị. Thu nhập nghề làm nail tại Mỹ khủng như thế nào? Thì có lẽ đây là một cái lý do lớn nhất khiến cho nhiều người quyết định học và sang làm nail ở Mỹ. Bởi rằng là theo thống kê thì thu nhập của thợ làm móng tại đây có thể lên đến 5.000 đô mỗi tháng nha quý vị. Cái mức lương thưởng này là không chỉ phụ thuộc vào cái số năm kinh nghiệm, mà còn cần quý vị có cái kỹ năng cao này, chăm chỉ và biết cách xây dựng cái mối quan hệ. Càng làm cái tiệm lớn ở Mỹ thì thu nhập quý vị sẽ càng cao. Cụ thể là đến nay thì có tới 40% thợ nail là người Việt tại Mỹ có cái thu nhập trung bình là 3.000 đô mỗi tháng. Và theo sau đó là có tới 30% người kiếm được từ 3.500 cho tới 4.000 đô một tháng khi mà làm nail. Và ở cái mức
ở những cái mức thu nhập khác thì cái số thợ đạt được cũng khá là cao. Chỉ có vài phần trăm người làm nghề là có lương dưới 1.500 đô thôi. Vì thế là gì? Có thể thấy là đây là một trong những nghề đẻ trứng vàng cho quý vị. Cái thứ tư là dễ dàng làm chủ và phát triển sự nghiệp. Sau một thời gian dài làm việc tại Mỹ, quý vị có thể xin cấp phép mở tiệm nail. Cái điều kiện chỉ là gì? Quý vị đã nhập cư ở đây và có chứng chỉ cái số năm hành nghề đủ thôi. Thì thông thường người lao động Việt á, sẽ chọn làm nail ở Mỹ trong vài năm để mà góp vốn. Sau đó thì tùy vào hoàn cảnh mà trở về quê hương để mà phát triển sự nghiệp, đoàn tụ với gia đình người thân. Vì vậy mà cái tỷ lệ ở lại mở cửa tiệm mà thường ở cái mức thấp. Thu nhập của chủ tiệm nail ở Mỹ có thể lên đến 10.000 đô mỗi tháng quý vị, nếu có vị trí đắc địa và được nhiều người biết tới. Một số người hiện nay thì cũng rất là thành công khi mà đã phát triển được chuỗi cửa hàng ở các tiểu bang. Nếu như quý vị mà có ý muốn định cư tại Mỹ thì đây sẽ là một cái con đường để phát triển phù hợp, để mà cải thiện cuộc sống, thêm cái sự ấm no, sung túc. Thế thì bên cạnh những cái quyền lợi này cũng như là cái mức lương cao như vậy thì cái nghề này nó có trải qua những cái khó khăn gì? Đi kèm với những cái thuận lợi thì thợ làm nail tại xứ sở cờ hoa thì chắc chắn là vẫn sẽ gặp phải những cái khó khăn. Dù sao thì cái việc sinh sống và hành nghề ở một cái đất nước xa lạ đó quý vị cũng là một cái điều mà không phải ai dũng cảm thực hiện được. Những cái trở ngại gặp phải đa số là đến từ văn hóa cũng như là cuộc sống. Thì quý vị cần chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt nếu như muốn sang Mỹ làm nail. Cụ thể như thế này. Thứ nhất nha, là phải đáp ứng cái điều kiện lao động tại Mỹ nha quý vị. Bởi vì không phải ai học nail qua Mỹ là cũng sẽ tìm được việc làm ngay và có thu nhập ngay. Để mà có thể sinh sống và công tác tại xứ sở cờ hoa thì quý vị cần đáp ứng một số cái điều kiện, ví dụ như là ngôn ngữ này, mối quan hệ, tính kiên trì, sự may mắn. Và các yêu cầu của Starbucks đặt ra đó cũng không hề dễ dàng. Và quý vị vẫn có cần đầy đủ bằng cấp chứng chỉ theo cái yêu cầu mới được sang Mỹ để mà làm việc. Quý vị có thể học nail trước rồi mới sang Mỹ theo diện xuất khẩu lao động, hoặc là nộp hồ sơ định cư Mỹ rồi đến các trung tâm đào tạo ở cái tiểu bang để học tập. Ở trong nước thì Seoul Academy là một cái đơn vị nổi tiếng với cái số lượng học viên rất lớn sau khi mà học có cấp chứng chỉ hành nghề ở Mỹ quý vị. Thì quý vị nên chọn cái cơ sở có đánh giá tốt về quá trình đào tạo và đảm bảo rằng là có bằng cấp sau khi học nha. Thứ hai là xây dựng cuộc sống mới thì cần một cái thời gian dài. Và quý vị cần ghi nhớ một điều như thế này. Văn hóa tại Mỹ và tại Việt Nam thì cực kỳ khác biệt. Trước khi mà đến cái đất nước xứ sở cờ hoa này thì quý vị nên tìm hiểu trước để tránh những cái vấn đề là không mong muốn. Người Mỹ thì thường có cái lối sống cởi mở và tự do hơn người Á Đông. Và hơn nữa là cái cách nhìn nhận của họ với một cái sự việc nào đó không như chúng ta. Quý vị có thể phạm pháp chỉ bởi một cái điều cực kỳ đơn giản không có ngờ tới đâu. Thêm vào đó là quý vị còn phải cố gắng học ngôn ngữ mới để mà giao tiếp được với người xung quanh. Đây là thử thách lớn nhất mà người lao động Việt á, khi mà quý vị bước chân sang bên Mỹ là phải vượt qua này. Trong khi đó thì Việt Nam lại không có cái chính sách giáo dục khắt khe đối với tiếng Anh hay là tiếng Mỹ. Quý vị có thể mất vài tháng đến một năm để mà có thể là nghe, hiểu được cái ngôn ngữ này và thực hiện kế hoạch làm nail ở Mỹ. Tiếp theo đó là dễ bị ảnh hưởng vì cái vấn đề kinh tế xã hội. Cái nghề làm đẹp thì mang đến thu nhập cao nhưng mà cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố khách quan thưa quý vị. Vấn đề kinh tế hay là xã hội xảy ra thì có thể khiến cho quý vị mất đi cái nguồn thu nhập vốn có. Chẳng hạn trong giai đoạn từ năm 2019 tới 2021 á, cả thế giới mà đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 á, thì cái nền kinh tế theo đó cũng đi thụt lùi và cái thu nhập của người dân thấp đi, họ không còn có ý định làm nail nữa. Cái mức độ cạnh tranh nó cũng rất là cao quý vị, bởi vì làm nail tại Mỹ khá là dễ dàng mà nhiều lợi ích, cho nên là cái số người theo nghề rất là đông. Điều này thì vô tình tạo nên cái thị trường cạnh tranh cao, số lượng nhân công cao nhưng mà tiệm nail mở ra không có kịp đáp ứng thì tình trạng lại không có việc làm ưng ý vẫn có thể xảy ra. Và quý vị cũng có thể mất nhiều thời gian trong cái việc là
tìm cái nơi hành nghề để phù hợp. Và làm nail ở Mỹ thì ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe, cái này chắc là quý vị cũng biết rồi. Cái thử thách lớn nhất mà quý vị cần phải vượt qua là chính là bảo vệ sức khỏe của bản thân. Tiếp xúc với lại hóa chất thường xuyên này thì cũng có thể là khiến cho móng rồi da tay của quý vị nhanh bị lão hóa, trở nên mềm hơn rồi là thâm sạm. Hơn nữa nha, cái việc mà ngửi mùi sơn, cái mùi gel hàng ngày á, cũng khiến cho hệ hô hấp của quý vị bị ảnh hưởng. Chắc chắn là trong số những quý vị đang theo dõi video trên kênh Diệp Việt TV thì cũng đã từng rơi vào cái trường hợp này rồi. Và lâu dần thì cái sức khỏe của quý vị sẽ bị giảm sút và nhanh bị lão hóa hơn mức bình thường. Vì vậy là quý vị cần có những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe của chính mình trong cái quá trình mà hành nghề ở Mỹ. Khi mà làm việc thì quý vị chắc chắn là phải đeo thêm bao tay này, hoặc là thường xuyên phải sử dụng kem dưỡng chủ yếu từ thiên nhiên á. Và cũng phải cần có một cái thời gian biểu phù hợp để mà cân đối giữa thời gian làm và thời gian nghỉ. Các hoạt động thể thao tốt cho cơ thể được chú ý thực hiện để mà đảm bảo cái sức đề kháng của quý vị lúc nào cũng ở cái mức tốt và tránh những cái căn bệnh nguy hiểm. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là gì? Có nên làm nail ở Mỹ, ở ngoài Mỹ thì có còn quốc gia nào khác hay không? Đây cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều những quý vị mà đang sinh sống tại Việt Nam có ý định mà sang Mỹ để định cư và cũng như là muốn phát triển bằng cái nghề nail ở bên Mỹ, họ cũng đang rất là thắc mắc. Nói chung là từ những cái thông tin mà Việt TV đã chia sẻ ở trên thì quý vị có nên đến Mỹ hành nghề nail và phát triển sự nghiệp hay không? Thì cái câu trả lời nói chung là theo Việt TV nghĩ nha, bản thân Việt TV nghĩ là vẫn nên. Bởi vì vốn dĩ những cái lợi ích mà quý vị nhận được nhiều hơn cái khó khăn mà quý vị phải trải qua. Và thêm vào đó thì những cái thử thách này có thể khắc phục được nếu như quý vị cố gắng. Chẳng hạn như là quý vị chăm chỉ nâng cao tay nghề và có cái thái độ chuyên nghiệp thì bất cứ nơi nào cũng muốn thuê quý vị về để làm việc. Nếu như mà không muốn đến Mỹ thì quý vị có thể đến một số quốc gia khác để mà hành nghề, ví dụ như là Đức, Pháp, Anh hay là Canada, đều là những cái nước thiếu hụt thợ nail rất là nghiêm trọng. Họ không có trường đào tạo nghề này. Trong khi đó là nhu cầu của người tiêu dùng thì lại rất cao. Vì vậy mà cái điều kiện để quý vị được đến các nước này làm việc cũng đơn giản hơn. Cái thu nhập thì cũng không thua kém xứ sở cờ hoa đâu quý vị. Tuy nhiên nha, dù là làm nail ở Mỹ hay là bất cứ một cái quốc gia nào thì quý vị cũng cần chuẩn bị một cái hành trang kỹ càng cho mình. Cụ thể là ngoài cái việc mà rèn luyện kỹ năng liên tục để mà nâng cao tay nghề thì quý vị còn cần phải là chịu khó, dũng cảm và kiên nhẫn. Và quý vị cũng phải học tiếng Anh tốt để mà có thể giao tiếp được, không bị lợi dụng khi mà làm nghề. Nhưng mà muốn sang Mỹ làm nail thì lại cần đáp ứng những cái nhu cầu gì? Nói chung là quý vị cũng không cần phải đáp ứng quá nhiều điều kiện như nghề khác. Tuy nhiên thì nếu như mà không xây dựng một cái kế hoạch và có một cái sự chuẩn bị sớm đó, thì quý vị có thể lỡ mất cái cơ hội tìm được công việc ưng ý. Theo như nhiều người chia sẻ thì quý vị hãy lập cho chính bản thân mình một cái chiến lược để mà phát triển sự nghiệp trước khi qua Mỹ khoảng một năm. Những cái điều kiện hành nghề quý vị cần đáp ứng trước khi mà đến đất nước xứ sở cờ hoa đó là gì? Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều người nghĩ rằng là quy định làm nail ở Mỹ cũng tương tự như Việt Nam, nhưng mà thực chất nha quý vị có điểm khác biệt. Nếu như ở Việt Nam á thì các spa chấp nhận nhân viên là không có bằng cấp, không có bằng cấp 3 ở Mỹ. Nhưng mà quý vị phải có nha. Trong hồ sơ mà nộp đi xuất khẩu lao động, quý vị cũng phải cung cấp bản sao của cái loại giấy tờ này mà. Một số người thì không có nhưng mà vẫn sang Mỹ được, bởi vì là họ đi chui, có thể là bị tước visa ngay nếu như bị phát hiện. Và nếu như quý vị chưa có cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì không có lo lắng, bởi vì bây giờ thì cái chương trình giáo dục thường xuyên á, giáo dục từ xa mở ra ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Quý vị có thể ghi danh một lớp bổ túc nào đó để học và bổ sung ngay trong vài tháng. Chính phủ Mỹ cũng không quy định xếp loại của quý vị là gì, cho nên là có thể là an tâm học hành. Khi mà đã có bằng thì quý vị cần giữ gìn cẩn thận để mà bổ sung vào hồ sơ lúc cần thiết. Và tiếp theo là phải có một cái trình độ tiếng Anh để mà hòa nhập với cộng đồng quý vị. Bởi vì khi qua một cái đất nước mới á, vấn đề quý vị cần phải đáp ứng được đó là ngôn ngữ. Người Mỹ thì sử dụng tiếng Anh, cho nên là quý vị hãy học giao tiếp cẩn thận để được xét duyệt hồ sơ. Và thông thường thì người đi theo diện xuất khẩu lao động thì sẽ cần phải có chứng chỉ IELTS ít nhất là 4.0. Và để đạt được đến cái trình độ này thì quý vị tham gia một cái khóa học online hoặc offline
trong vài tháng đến một năm là quý vị có thể hoàn thành được rồi. Và có một cái chứng chỉ hành nghề nail bằng tốt nghiệp khóa học đào tạo nail. Để cấp được bằng thì cái việc mà tham gia học nail thì quý vị cần phải có một cái chứng chỉ hành nghề. Chi phí cho một cái khóa học làm nail ở Mỹ á, tại trung tâm thì cũng rất là, nói chung ở cái mức phải chăng thôi. Các khóa học thì được khai giảng rất là linh hoạt, cho nên là quý vị cũng có thể tự tìm hiểu để đăng ký tham gia một cái lớp học đào tạo nail khi mà quý vị quyết định lựa chọn cái ngành nghề này, làm cái ngành nghề mà quý vị đặt chân bên xứ sở cờ hoa. Vậy thì nội dung vừa rồi thì VTV cũng đã chia sẻ để cho quý vị nắm được một số những cái thông tin cũng như là những cái quy định mà quý vị cần phải có khi mà quyết định chọn cái nghề nail là cái nghề kiếm sống khi mà chúng ta đặt chân sang nước Mỹ hoặc là một cái nước nào đó mà chúng ta lựa chọn cái nghề nail. Nếu như những cái thông tin vừa rồi cũng có cái gì thiếu sót, quý vị có thể bổ sung thêm bằng cách chúng ta comment bên dưới phần bình luận của video để tất cả các quý vị khán giả cũng có thể là nắm được. Và thời lượng của video ngày hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các quý vị đã bớt chút thời gian để lắng nghe nội dung của video trên kênh VTV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.